Mến chào quý vị khán giả, quý vị đang cùng đến với khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Câu chuyện kinh doanh. Mở đầu chương trình như thường lệ là phần điểm qua những nội dung đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Hưởng ứng ngày hội sáng tạo kỹ thuật, đông đảo thiếu nhi tại thành phố Hồ Chí Minh trải nghiệm thiết kế áo dài bằng giấy. Thành phố Hồ Chí Minh phát huy vai trò của sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo đối với phát triển bền vững. Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, cánh tay nối dài của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, sự tự hào về tà áo dài truyền thống trong giới trẻ, nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng nhiều đơn vị đã tổ chức hội thi thiết kế áo dài bằng giấy với sự tham gia của đông đảo các em học sinh trên địa bàn thành phố, nằm trong khuôn khổ của ngày hội sáng tạo kỹ thuật của hệ thống nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Hoạt động là sân chơi giúp các em phát huy khả năng sáng tạo, rèn luyện sự khéo léo, trau dồi kiến thức, kỹ năng hữu ích trong cuộc sống. Ghi nhận tại nhà thiếu nhi quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, 22 đội thi gồm các em học sinh đến từ các trường trên địa bàn thành phố đã tập trung tại khu vực lầu 1 để tham dự hội thi thiết kế áo dài bằng giấy. Theo đó, mỗi đội sẽ cử ra 3 đại diện tham gia thực hiện một bộ áo dài hoàn chỉnh từ giấy trong vòng 90 phút. Với đôi bàn tay khéo léo, các bạn nhỏ được thỏa sức sáng tạo khi cắt may, thiết kế từng công đoạn để hoàn thành bộ áo dài độc đáo, thể hiện được tình yêu quê hương đất nước, nét đẹp của non sông Việt Nam. Được biết, thành phẩm làm ra phải đảm bảo được các tiêu chí như thiết kế đẹp, màu sắc phong phú, có ý tưởng sáng tạo và độ bền cao. Khác với mọi năm, các đội tham gia hội thi thiết kế lần này được yêu cầu cần đảm bảo chiếc áo dài được thực hiện hoàn toàn bằng giấy, kể cả các phụ kiện trang trí, đính kèm, thay vì các vật liệu từ vải hay nhựa. Hội thi thiết kế áo dài bằng giấy năm nay thì sẽ chú trọng vào yếu tố sáng tạo và yếu tố nghệ thuật. Năm nay khác so với mọi năm là mình sẽ lưu ý các em từ đầu luôn là phải đảm bảo nguyên liệu bài thi được làm 100% từ giấy và không sử dụng các nguyên liệu có hại cho môi trường. Thông điệp mà hội thi thiết kế áo dài từ giấy nghệ thuật muốn truyền tải đến các em thiếu nhi và quý phụ huynh trước tiên là khuyến khích sự sáng tạo của các em và thứ hai nữa để các em biết có ý thức và bảo vệ môi trường hơn. Dạ, ý tưởng trang phục của tụi em là về làng sen, là một nghề truyền thống của Việt Nam. Nó ở chiếc áo dài này nói lên được sự thanh cao của những người nông dân của Việt Nam và chúng em cũng có một thông điệp gửi đến mọi người, đó chính là hãy luôn bảo vệ môi trường để giúp cho cuộc sống của mọi người trở nên rực rỡ như những bông hoa sen vậy. Lấy áo dài làm trung tâm, hội thi khơi gợi tình yêu của các bạn trẻ với trang phục truyền thống, đồng thời ươm mầm, nuôi dưỡng tài năng thiết kế của các em thiếu nhi đối với áo dài. Ngoài ra, việc sử dụng chất liệu giấy trong thiết kế bên cạnh mục đích phát huy tinh thần sáng tạo, rèn luyện sự khéo léo, tỉ mỉ cho các em, còn góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức sống xanh trong giới trẻ, từ đó hình thành và xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện với môi trường. Nhà thiếu nhi mong muốn đưa đến một cái sân chơi vui tươi, lành mạnh, bổ ích để qua đó phát huy khả năng sáng tạo về trí tuệ cũng như là sáng tạo về khoa học kỹ thuật của các em thiếu nhi, giúp cho các em phát huy được cái khả năng khiếu của mình và cũng như là cái sự sáng tạo của các em. Diễn ra trong khu cổ của ngày hội sáng tạo kỹ thuật hệ thống nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Hội thi thiết kế áo dài bằng giấy được xem như sân chơi bổ ích, giúp các em học sinh trên địa bàn thành phố khơi nguồn sáng tạo, tích lũy kiến thức, kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Song song đó, hội thi còn góp phần bảo tồn, phát huy nét đẹp truyền thống của áo dài, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thưa quý vị, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, các sáng chế sở hữu trí tuệ được xem là một trong những yếu tố tất yếu cho sự tăng trưởng của nền kinh tế. Việc tăng cường đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ hứa hẹn sẽ mang lại các giải pháp mới giúp các doanh nghiệp startup trẻ tối ưu tiềm năng, từ đó tạo động lực nghiên cứu, mở rộng sản xuất, kinh doanh, phục vụ cho sự phát triển bền vững vì tương lai chung. Cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học, kỹ thuật, sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo có ảnh hưởng ngày càng rõ nét đến các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, thông qua việc tạo ra những sản phẩm mới, những nguyên vật liệu mới bằng các sáng chế, công nghệ thân thiện với môi trường, hoạt động đổi mới sáng tạo đã góp phần cải thiện chất lượng, sự linh hoạt trong sản xuất, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các tổ chức, doanh nghiệp, đáp ứng xu thế phát triển xanh. Trong khi đó, hệ thống sở hữu trí tuệ cho phép nhà sáng chế kiểm soát thành quả
đổi mới sáng tạo, giúp bảo vệ doanh nghiệp trước những hành vi sao chép và tạo sự khác biệt nhằm củng cố vị thế của mình trên thị trường. Chính vì lẽ đó, việc các đơn vị doanh nghiệp tận dụng tốt các ưu thế về sở hữu trí tuệ cũng như mối liên kết giữa sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo hướng đến phát triển bền vững, hứa hẹn sẽ góp phần tạo dựng giá trị thương hiệu, đẩy mạnh thực hiện hoạt động thương mại và tăng trưởng doanh thu. Đây còn là động lực để doanh nghiệp và nhà đầu tư mở rộng nguồn lực tài chính vào hoạt động đổi mới sáng tạo cho các chu kỳ phát triển tiếp theo. Với cả sở trí tuệ và đổi mới sáng tạo thì một điều đầu tiên là chúng ta quan tâm đến những mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Và với những mục tiêu này chính là nhu cầu thị trường của toàn bộ nhân loại chúng ta. Và với startup thì chúng ta nên quan tâm đến nhu cầu của số đông, đúng không? Của số lượng nhiều và có tính toàn cầu. Thì ở đây rất nhiều cái mục tiêu của cả cộng đồng lớn như thế thì chúng quan tâm đầu tư và nó đi đúng cái luồng cơ chế chính sách của không chỉ Việt Nam mà các nước đều hỗ trợ. Đây là tận dụng những cái lợi thế, tận dụng những cái cơ chế, tận dụng những cái sách và để đi đúng vào cái nhu cầu lớn của thị trường thì chúng ta sẽ thành công. Thứ hai, chúng ta phải chặt cứu thông tin, khai thác thông tin công nghệ, thông tin sáng chế, thông tin sở hữu trí tuệ để chúng ta có thể đứng trên vai người khổng lồ, chặt cứu những tri thức, những công nghệ, những sáng chế sẵn có để chúng ta đổi mới sáng tạo, tránh cái việc chúng ta nghiên cứu trùng lặp, mất thời gian, mất chi phí, vân vân. Các doanh nghiệp trẻ bây giờ tại Việt Nam, người ta đang mong muốn những cái yếu tố về trách nhiệm của xã hội và những cái yếu tố về môi trường. Nên phần lớn các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hay là những doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ luôn luôn có ý thức hệ trong cái vấn đề phát triển bền vững. Và các doanh nghiệp trẻ tại sao ngày nay nên đi theo khuynh hướng của 17 chỉ số phát triển bền vững và đi theo các chỉ số của ESG, chỉ số xã hội và chỉ số môi trường? Vì ở đấy họ có nhiều cơ hội hơn để được gặp các quỹ tác động hay là các cơ hội để được các ban ngành và các hệ sinh thái hỗ trợ để các bạn có một cái cơ hội để tiếp cận được nhiều network hơn, nhiều chuyên gia hơn và nhiều cái cơ hội về mặt tài chính hơn. Bên cạnh việc tạo động lực cho hoạt động đổi mới sáng tạo, quyền sở hữu trí tuệ còn được xem như một trong những chiếc chìa khóa thành công cho các nhà sáng chế, đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Qua đó, giúp bản thân doanh nghiệp tiếp cận với các hệ sinh thái hỗ trợ, mở rộng cơ hội kinh doanh, đầu tư phát triển. Trong thời đại số hóa y tế như hiện nay, việc phát triển và áp dụng công nghệ sàng lọc hiện đại là cơ hội nâng cao khả năng kiểm soát sức khỏe, từ đó giúp phát hiện, điều trị sớm các bệnh lý. Đây chính là yếu tố then chốt trong việc áp dụng các biện pháp điều trị hiệu quả về sau. Nhằm cập nhật các xu hướng mới nhất và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc sàng lọc và chẩn đoán các bệnh lý tuyến vú, qua đó cải thiện điều kiện điều trị và tiên lượng của bệnh nhân. Mới đây, Fujifilm Việt Nam phối hợp cùng với Hội Điện Quang và Y học Hạt nhân Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề Chẩn đoán hình ảnh tuyến vú, sàng lọc bệnh lý tuyến vú, quá khứ, hiện tại và tương lai. Theo các chuyên gia, việc sàng lọc và phát hiện sớm bệnh lý thông qua các phương pháp như chụp nhũ ảnh và siêu âm là điều vô cùng cần thiết. Chính vì vậy, với giải pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ InnoMuse của Fujifilm sẽ cung cấp đầy đủ các công cụ chẩn đoán bao gồm siêu âm, nhũ ảnh và cục hưởng từ MRI. Đây chính là tổ hợp hoàn chỉnh những phương tiện cần thiết cho việc phát hiện ung thư sớm. Hiện nay, trí tuệ nhân tạo được ứng dụng rất là nhiều trong các lĩnh vực, và đặc biệt trong chẩn đoán nhảy. Người ta cũng ứng dụng rất nhiều trong chẩn đoán nhảy. AI không bao giờ thay thế được các bác sĩ chẩn đoán nhảy. Chắc là cũng phải vài chục năm nữa có thể thay thế một phần cho bác sĩ chẩn đoán nhảy hay không. Nhưng mà cho đến hiện tại trên cả thế giới thì AI chỉ là định hướng giúp cho các bác sĩ chẩn đoán nhảy sẽ làm nhanh hơn, phát hiện bệnh nhanh hơn và chính xác hơn để chẩn đoán cho người bệnh. Thế thì cái công ty Fujifilm người ta cũng ứng dụng AI trong các cái máy móc trang thiết bị, đặc biệt là trong X-quang tuyến vú hay là trong siêu âm tuyến vú để mà giúp cho bác sĩ có thể phát hiện nhanh hơn và chẩn đoán chính xác hơn. Chẩn đoán bệnh lý vú đòi hỏi phải kiểm tra toàn bộ bầu vú. Chụp nhũ ảnh là cách có thể chụp được toàn diện bầu vú, trong khi siêu âm có thể thăm khám cục bộ và tìm thấy những tổn thương. Chụp nhũ ảnh và siêu âm đều là những cách riêng để phát hiện khối u. Khi được sử dụng cùng nhau, chúng có độ chính xác cao hơn trong việc chẩn đoán. Do đó, việc kết hợp chụp nhũ ảnh và siêu âm có thể cải thiện độ chính xác của chẩn đoán, đặc biệt là trong việc phát hiện ung thư vú khi khối u còn nhỏ. Với những tiến bộ trong 4 lĩnh vực quan trọng bao gồm sức khỏe tuyến vú, sản phụ khoa và sức khỏe xương, bộ giải pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ InnoMuse thể hiện mục tiêu của Fujifilm trong việc cung cấp các giải pháp y tế tiên tiến hiện đại, từ đó đóng góp vào sự phát triển của nền y tế Việt Nam.
Cũng từ buổi hội thảo đã cung cấp kiến thức khai thác thông tin chụp nhụ ảnh, kết hợp thêm với siêu âm và chụp cộng hưởng từ để có thể thể hiện tăng cường khả năng phát hiện bệnh lý ở những giai đoạn sớm, giai đoạn 0, giai đoạn 1, giúp tăng cường tỷ lệ sống sót và giảm thiểu can thiệp xâm lấn đối với các bệnh nhân. Mới đây, thương hiệu Lifefan vừa chính thức giới thiệu dòng bàn chải điện thế hệ mới Lifefan Ways tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm được kỳ vọng mở ra xu hướng mới về chăm sóc răng miệng. So với bàn chải điện thông thường, bàn chải điện Lifefan Ways sở hữu chức năng xoay siêu rộng 60 độ đầu tiên trên thế giới. Cụ thể, với thiết kế nguyên khối cùng hệ thống servo độc quyền của Lifefan, bàn chải có khả năng dao động lên đến 60 độ, bao phủ mọi ngóc ngách của khoang miệng và mang lại hiệu quả làm sạch tối đa. Bên cạnh đó, nhằm mang đến một trải nghiệm mới cho người tiêu dùng, bàn chải điện Lifefan Ways còn được trang bị 3 đầu bàn chải với 3 kiểu dáng dành cho mọi loại răng, giúp mạnh mẽ trong việc loại bỏ mảng bám nhưng nhẹ nhàng bảo vệ nướu. Để đảm bảo phạm vi dao động xoay 60 độ có thể phát huy tối đa tiềm năng, Lifefan đã tạo ra đầu bàn chải với 3 thiết kế: hình phẳng, hình chữ W và hình chữ C. Điểm đặc biệt, sản phẩm cũng được thử nghiệm với các phương pháp sạc từ tính nhanh hơn khoảng 3 lần so với công nghệ sạc không dây và tự động kết nối sạc nhanh mọi lúc mọi nơi. Hiện tại, sản phẩm đã được chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với giá bán lẻ chính thức lần lượt như sau. Phiên bản hợp kim có giá 1.790.000 đồng và phiên bản ABS trắng có giá 1.590.000 đồng. Thưa quý vị, cũng giống như bánh ú trò của người Việt, bánh bá trạng được xem là một trong những món ăn truyền thống được cộng đồng người Hoa trang trọng dâng cúng ông bà tổ tiên mỗi dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch. Mới đây, nhà hàng Levi thuộc khách sạn Sheraton Sài Gòn đã tiếp tục giới thiệu đến công chúng những phiên bản bánh bá trạng mới mang đậm hương vị ẩm thực Quảng Đông, qua đó giúp doanh nghiệp tiếp cận tệp khách hàng tiềm năng, mở rộng cơ hội kinh doanh khi thị trường F&B dần khởi sắc. Theo Kirin Capital, năm 2024, giá trị thị trường ngành F&B tại Việt Nam dự kiến tăng 10,92% so với năm 2023 và đạt mốc hơn 655.000 tỷ đồng. Đây được xem là tín hiệu tích cực giúp các tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ẩm thực, nhà hàng, ăn uống, mở rộng kinh doanh. Thời điểm này, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng vào dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch, nhà hàng Levi thuộc Sheraton Sài Gòn Grand Opera Hotel cũng cho ra mắt sản phẩm bánh ú bá tràng cao cấp. Được chế biến thủ công, cùng sự đổi mới trong khâu lựa chọn nguyên liệu, mỗi chiếc bánh mang hương vị thơm ngon, tinh tế nhưng vẫn giữ được nét cổ truyền. Trở lại trong dịp Tết Diệt Sâu Bọ 2024, đơn vị đã giới thiệu đến người tiêu dùng nhiều phiên bản bánh bá tràng mới lạ, chuẩn vị Quảng Đông. Với 4 loại nhân thượng hạng gồm nhân bào ngư, sò điệp khô, nhân thịt heo xá xíu, đùi heo sông khói Iberico, nhân thịt gà, rang ngỗng và nhân thuần chay nấm tempe, tương nén, nấm đông cô, đùi gà cùng sốt nấm cục truffle, sản phẩm hứa hẹn sẽ là món quà ý nghĩa sang trọng, giúp thực khách có thêm nhiều sự lựa chọn khi dâng cúng ông bà, tổ tiên hay trao tặng người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Làm ra một cái bánh ngon đó thì mình cũng cần những cái hương, những cái thực phẩm là đầu vào của mình, là những cái lựa chọn phải là đạt tiêu chuẩn. Những giống như là những cái nếp thì nếp của mình á thì mình phải chọn ra những nếp không độn vào những cái hạt gạo, những cái khi mà hạt gạo nấu vậy đó thì nó sẽ không có được rằng là mềm dẻo như nếp, và những cái thịt mình sẽ rằng là thịt mình có những cái giúp mỡ vừa, thịt mà thịt nạc nhiều quá thì nó ăn sẽ như rằng đã khô, nhưng mà mỡ nhiều quá lại là thực khách lại không thích. Thì hôm nay thì em đã thử cái bá trạng ở Levi của mình, thì em thấy là cái bên trong nhân nó còn có gan ngỗng nữa, cho nên là em nghĩ là nó làm thêm một cái tầm cao mới nữa. Thì nó vẫn giữ được cái hương vị truyền thống, là vẫn đúng là cái công đoạn truyền thống đó, chỉ là mình thêm những cái tiểu tiết như là cái hương vị mới, cái bào ngư nè, rồi gan ngỗng này kia, thì mình sẽ tăng thêm cái sự gọi là cái sự thăng hoa khi mà mình dùng chiếc bánh bá trạng, thay vì là mình chỉ ăn cái bánh bá trạng thông thường truyền thống mà thôi. Với mức giá từ 198.000 đồng, sản phẩm được bán từ nay đến hết ngày 10 tháng 6 ngay tại khu vực sảnh khách sạn, nhằm mang đến sự tiện lợi cho các hoạt động trải nghiệm và mua sắm của thực khách. Qua đó kích cầu tiêu dùng, giúp doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh thị trường F&B đang ngày càng mở rộng. Là khu nghỉ dưỡng kết hợp sự hài hòa giữa yếu tố thiên nhiên và núi rừng, Le Charme Tú Lệ Resort Hot Spring Spa đang là điểm đến lý tưởng với những du khách mong muốn thưởng thức trọn vẹn sắc màu Tây Bắc. Nằm trên vùng đất Tú Lệ thuộc tỉnh Yên Bái, với nhiều lợi thế có sẵn, nơi đây hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm du lịch đáng nhớ dành cho du khách.
Chính thức khai trương vào năm 2019, La Chambre Tú Lệ Resort Hot Spring and Spa đánh dấu cột mốc quan trọng là khu nghỉ dưỡng cao cấp đầu tiên tại vùng núi Tú Lệ. Với vị thế, lưng tựa núi bao quanh bởi sóng lúa điệp trùng, nơi đây mang đến cho các bà trẻ cũng như du khách thập phương những trải nghiệm đa dạng chỉ trong một điểm đến. Tại đây, hệ thống 100 phòng nghỉ dưỡng và bungalow mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, hứa hẹn cung cấp đầy đủ các tiện nghi dành cho du khách. Đáng chú ý, với hệ thống phòng hiện đại, La Chambre Bungalow, du khách có thể trải nghiệm sự hòa hợp với thiên nhiên ngay trong phòng với tầm nhìn hướng ra thung lũng Tú Lệ rộng lớn. Được biết, đến với cảnh sắc Tây Bắc hùng vĩ, đặc sản nếp dẻo thơm, suối nước khoáng nóng tự nhiên cùng những tập tục của đồng bào dân tộc người Thái, sự xuất hiện của La Chambre Tú Lệ Resort Hot Spring and Spa đã cho thấy vùng đất này đang vươn mình trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng nổi bật giữa miền Tây Bắc. Trong công tác phòng cháy chữa cháy, yếu tố quan trọng hàng đầu của mỗi người dân là cần có kiến thức, kỹ năng tự phòng để bảo vệ chính mình trước mọi tình huống. Chính vì vậy, việc thành lập các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại các gia đình, cụm dân cư, hộ sản xuất, kinh doanh là điều cần thiết, từ đó xây dựng một mạng lưới an toàn chung, góp phần làm tốt công tác 4 tại chỗ. Ngay bây giờ, Phương Ly xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung sau. Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy là mô hình tập hợp của từ 5 đến 15 hộ gia đình nằm liền kề nhau, tạo thành một tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Cụ thể, mỗi hộ gia đình được trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay, một dụng cụ phá dỡ, đồng thời nút ấn và chuông báo cháy của mỗi nhà trong tổ liên gia được liên kết với nhau. Khi hỏa hoạn xảy ra, người dân chỉ cần bấm chuông, hệ thống sẽ thông báo đồng loạt đến toàn bộ chuông của các hộ gia đình để cùng nhau hỗ trợ thoát nạn. Từ những lợi ích thiết thực của mô hình này, lần đầu tiên Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cấp thành phố năm 2024 đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 22 đội tuyển, đại diện cho 311 tổ liên gia trên tổng số 4.966 tổ liên gia toàn thành phố. Thông qua hai phần thi lý thuyết và thực hành, đây chính là nền tảng quan trọng để các thành viên tổ liên gia ứng dụng vào các tình huống sự cố cháy nổ có thể xảy ra tại gia đình và trong khu dân cư. Theo đó, đội đạt giải nhất sẽ được đại diện cho thành phố Hồ Chí Minh tham dự vòng thi thứ hai cấp khu vực được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong thời gian tới. Mình chạy số 1 cho quận 4. Mình sẽ là lên là bấm chuông cửa, sau đó về đeo mặt nạ, đeo nón và sau đó cầm kéo cộng lực ra cắt khóa, sau đó vào nhà vác người chạy về điểm tập kết nạn nhân, sau đó quay lại nhà vác tài sản và chạy về đích. Qua diễn tập và qua thi đấu thì mình rút ra kinh nghiệm là khi mà có cháy là mình phải báo cho cơ quan và khi mà mình phải trực tiếp biết sử dụng bình cứu hỏa và cứu người nhanh nhất, cứu người, cứu tài sản nhanh nhất có thể. Về câu hỏi về lý thuyết và thực hành của cuộc thi hôm nay thì đánh giá thì cũng là sát qua khả năng của từng học viên, thì cũng như riêng bản thân thì có được cái cần kiến thức tốt về phòng cháy chữa cháy, từ đó phát triển vào bản thân của mình và cũng thể cứu được những người xung quanh khi gặp hoạn nạn. Thông qua hội thi đã góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Đây còn là dịp để người dân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kiến thức về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đưa ra hoạt động các tổ liên gia đi vào thực chất, đồng thời phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, bao gồm lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy ở trong dân, trong việc xử lý các tình huống cháy nổ tại khu dân cư. Thực tế cho thấy, mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đi vào hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các hộ gia đình trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đây chính là một trong những ý nghĩa thiết thực của mô hình liên gia giúp người dân cùng nhau thoát nạn trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến nếu không may có sự cố xảy ra. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại số phát sóng của ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Còn bây giờ, Phương Ly xin được mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng của tuần sau.